Hiện tại mình đang ở trước cửa lối đi vào hang động của chùa Hương, động Hương Tích. Ở phía trên nhìn xuống này nha bà con. Đấy. Đây là mình lối vào đi trong hang, nên đang đi xa vào bên trong. Có một cái không gian rất là lớn ở phía trước mặt chúng ta. Đây là bên động này, lối đi lên trên. Trên đi xuống khoảng 100 m rồi đấy. Chúng ta sẽ có một cái cửa như thế này. Đó, cửa hang. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Vâng, xem những giọt nước rớt xuống tong tong luôn. Đấy, đấy. Đấy. Đây, phía trước có một cái bàn thờ. Và xung quanh đây là đường lối đi lên bên trên. Đây, lối đi vào. Đó, nhũ thạch nè bà con. Rồi. Kết thúc đi vào trong động Hương Tích của chùa Hương Hà Nội. Rất là tuyệt vời. Một cái hang bên một lối đi vào và một lối đi lên. Đã xong. Đã chinh phục xong động Hương Tích của chùa Hương, và bây giờ mình đi lên lại bên trên, trời đang mưa nhẹ nhẹ, đi về thôi. Chào cô chú anh chị em và các bạn mình nha. Sau khi tham quan động Hương Tích xong thì chúng ta xuống dưới mình sẽ ăn cơm trưa. Ai mình giới thiệu cho bà con xem một cái bình rượu rất là tuyệt vời của ông chủ quán này nha. Quán này là quán Mai Lâm, dưới chân chỗ cáp treo. Đây, bắt đầu mình đi cáp treo từ dưới đây lên, nhưng mà ở trên mình xuống rồi. Đây là đà điểu gì đây, rồi hươu, chim gọi là điệp, và những cái chân con gà thì rất là to. Đấy, chị đà này đó, và những cái món ăn. Đây, ở đây đặc biệt là thịt sóc đấy, lợn rừng thịt nai, lợn rừng thịt bò và dê núi. Đây là một cái tủ lạnh rất là to nha bà con. Cái tủ lạnh này chứa bên đây gà nè, rau củ quả, tủ lạnh rất là to luôn, đúng luôn. Đây, quán đây cơm Mai Lâm, cơm Mai Lâm ở chùa Hương. Có khách sạn luôn ha, hotel luôn nè bà con. Đây, giờ này đây vào bếp. Vào bếp đây, rất là sạch sẽ nha. Đây, cá to, nghe chưa? Đây, cộng chi nào. Cá to vậy đấy. Đó, bếp rất là sạch, đẹp luôn. Chỗ này rất là ngon, chỗ này rất là ngon nha. Khách ta đi tham quan chùa thì thường xuống đi ăn, tại quán này là quán là cũng là đặc sản nhất ở vùng này. Đấy, ba anh em đang có mồi có đồ ăn rồi đấy, cá và heo rừng. Đó, rất là ngon luôn. Đây, quán rất là sạch sẽ nha. Ở trước là cổng bán vé. Đây, cổng bán vé. Đó, đi lên cáp treo. Đây, khách tham quan sẽ ăn ở đây. Quạt rất là nhiều luôn. Đấy, sạch sẽ. Ghê chưa? Đấy. Rau rừng đấy ạ. Cá rừng phát to ghê trời. Đậu hũ sách cà. Đấy, mắm tôm. Không, đây là tương. Ủa tương hả? Tương okay. Đây không biết là mắm cơm. Bọn ba chúng em đã chinh phục từ sáng giờ, bây giờ là tới giờ hưởng thụ rồi. Hãy chia sẻ cho cô chú anh chị em và các bạn xem vui. Giờ buổi trưa vui vẻ. Đấy. Hôm nay trời mưa lăng tăng nhẹ nhẹ, rất là mát mẻ nha bà con. Đây, mời bà con dùng cơm trưa. Xin mời. Lợn rừng cháy với lá mật hay gì đấy? Không. Rau sắn là cái dây sắn nãy đây. Gọi là sắn, không phải sắn mà sắn. Rau sắn rừng.
Cô chú anh chị em và các bạn, hiện tại là mình đã chinh phục xong ở trên đỉnh chùa Hương. Đấy, thì đây là cảnh bên dưới, chúng ta chuẩn bị ra về. Theo như mùa, đây là cổng đi vào nha. Mùa hội thì chuồng ở đây là đầy luôn nha bà con, và rất là đông luôn. Có chuồng mái, có chuồng chèo, có chuồng chèo như thế này là 150 một người. Wow, mấy ông rùa to chưa? Mua để phóng sanh này, có những rùa xanh mình không biết là rùa gì nha bà con, nhưng mà cái da xanh luôn nha. Đây ta bán bánh kẹo rồi này kia, cái flan thơmi. Đây, giờ là mình chuẩn bị về. Cái chiếc này đi làm 600.000 một chiếc nha bà con, đi thoải mái khoảng 15 phút là tới thôi. Còn mấy chiếc này là mình đi một tiếng hơn mới tới. Rùa xanh, rùa đen. Đấy, bên kia là rùa xanh, không biết con rùa gì. Đây, bánh đặc sản của ngoài này nha. Thái Lan, từ chùa phóng sanh. Giờ đây bọn em bắt đầu đi về. Ở đây là đặc biệt nha, cá rất là nhiều nha bà con. Cá kêu gọi là cá đàn luôn, bay luôn nè. Nhiều lắm. Tàu đậu nè. Wow, một con gì đây? Wow, ơi, khúc cây. Khúc hồ non. Wow, cho một cây lũa rất là đẹp. Đấy. To. Rồi, đấy. Đấy, thuyền bao la chuẩn bị đưa chúng ta đi về. Hôm nay thì ngày chủ nhật cũng khá là đông. Ô, em này lúc cái đầu cao. Oh, còn ông này leo lưng ta luôn. Leo lưng. Rùa leo lưng luôn. Rồi, chơi nó sắc luôn. Hello, xin chào. Trước cho đưa chúng ta về. Phía trước là đang bơi 4-5 chiếc rồi nha bà con. Nay chủ nhật cũng khá là đông. Còn ngày mai thứ hai có thể là vắng hơn nhiều. Rồi, xin chào tạm biệt bà con nha. Hôm nay một ngày đi thỏa thích cùng chinh phục núi trong chùa Hương. Rất là tuyệt vời, giờ đang ăn kem luôn kìa. Rồi, ăn kem luôn. Đây, quán Tô Hà. Rồi, chúng ta sẽ về lại thôi. Lên tàu. Về thôi. Về thôi, về thôi. Xin chào, xin chào bà con nha. Giờ ăn kem. Thèm kem rồi. Thu kem. Chào cô chú anh chị em nha. Buổi chiều vui vẻ. Hiện tại mình đang có mặt tại điện quán Thế Âm ở chùa Tam Chúc. À, tỉnh Hà Nam. Đấy, giáp danh với Hà Nội. Hôm nay mình cũng vô tình đi chùa Hương và biết là chùa Tam Chúc giáp danh với địa phận Hà Nội, và cũng kế bên chùa Hương 6 km, nên mình quyết định đi viếng chùa Tam Chúc. Đây là trên điện quán Thế Âm, quay xuống mình chia sẻ cùng cô chú anh chị em xem vui. Một cảnh đẹp thật là huyền diệu của ngôi chùa Tam Chúc, một ngôi chùa đầu tư rất là nhiều tiền và gọi là có thể nói là cũng lớn nhất Việt Nam mình, với diện tích rất rộng và cảnh đẹp rất là tuyệt vời, giống như một Hạ Long thu nhỏ rất là đẹp ở trên mặt hồ của chùa Tam Chúc. Chia sẻ cùng cô chú anh chị em xem cảnh đẹp rất tuyệt. Đấy, những cái ngọn non nhỏ nằm ở trong mặt hồ rất là đẹp luôn nha bà con. Chào buổi chiều vui vẻ cùng cô chú anh chị em mình. Đây là điện quán Thế Âm.